Xin trân trọng mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại mình Toàn đang có mặt tại cái nhà xoài ở trong cái làng chài thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Và đây là cái làng chài. Làng chài ngày nay quý bà con cô bác ạ. Nói về làng chài thì quý bà con cô bác cứ nghĩ là có thuyền có bè về làng chài, nhưng mà ở đây thì không có thuyền có tàu gì cả, mà chỉ là có cái làng ở đây. Được làng chài bây giờ không phải là như ngày xưa mà quý bà con cô bác có thể là nghĩ là làng chài là thuyền đánh bắt cá đâu. Thì hôm nay cũng có rất là nhiều đoàn du khách về đây tham quan. Và theo cảm nhận của Minh Toàn thì chủ yếu là du khách quốc tế và du khách Trung Quốc rất là nhiều. Đây là toàn bộ cái nhà dạy ở trên này. Trong này có các cái khu công viên. Và mến thưa quý bà con cô bác thì đây ngày xưa nó là cái biển. Bây giờ người ta gọi là cái làng chài. Người ta được bồi đắp lên và đây là làng chài. Và Minh Toàn đang đứng ở đây là đứng tại cái nhà xoài. Nhà xoài này chắc là nhà này là hình quả xoài nên người ta gọi là nhà xoài. Cái đường mà trước mặt quý bà con cô bác là đường mà dẫn chúng ta đi từ ngoài vào đi thẳng theo cái hướng đầu này. Đấy, cái hướng từ chúng ta đi từ hướng đầu này về đầu này là chúng ta xuống Hạ Long Bay. Và trong làng chài này cũng có các cái hồ, có các cái nhà để chúng ta mua sắm và chúng ta đi du lịch khi mà đến với Hạ Long. Và đây là mình Toàn đang đi xung quanh cái nhà xoài này. Đây là cái tầng 1 của nhà xoài quý bà con. Tầng 1 của cái nhà xoài, tầng 2, tầng 3. Nó có 3 tầng. Và vào nhà xoài đấy thì trong nhà xoài chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi, uống nước hay là chúng ta cũng có thể mua sắm. Đây và rất là nhiều du khách về với Hạ Long. Và đây là một cái gọi là cái làng truyền thống. Theo như cá nhân Minh Toàn thấy thì ở đây là du khách chủ yếu là du khách của Trung Quốc rất là nhiều. Về Hạ Long thì bà con cô bác cũng có thể cảm nhận được cái không khí trong lành khi mà chúng ta đến với Hạ Long. Khí rất là mát mẻ, nếu mà chúng ta đi vào mùa hè thì khá là mát. Vào mùa đông cũng khá là ấm, bởi vì là Hạ Long thì chủ yếu là về thành phố biển. Đây, và khi bà con cô bác thấy mình Toàn đang đi ở đây. Trong cái khu vực nhà xoài, khu vực làng chài đây. Trên này thì làm các cái mái che rất là đẹp.
Đây các cái làng truyền thống. Làng truyền thống này thì thu hút các cái khách du lịch của quốc tế là nhiều. Em du lịch ạ. Em du lịch bụi, quay lại video để làm nhật ký. Vâng. Cảm ơn anh nhé. Anh ơi, trong cái nhà xoài là bán gì trong anh nhỉ? Trong nhà xoài là bán gì trong nhỉ? Nhưng mà sao lại gọi nhà xoài nhỉ? Hình. À, tưởng có cái nó có phải hình quả xoài không anh? Không. Cảm ơn anh nhé, xuống luôn này. Mình thưa cái bà con thì nếu mà ở trên này nhìn xuống thì hầu như là cũng nhìn được bao quát. Nhưng mà chúng ta đi xuống dưới thì có vẻ là chúng ta hợp lý hơn. Chứ ở trên này thì không có gì đặc sắc. Đây chúng ta có cả chợ đêm Hạ Long này. Đấy, chợ đêm Hạ Long chúng ta đi hướng này, trung tâm vui chơi, rạp chiếu phim này, nhà hàng ăn uống, cửa hàng lưu niệm, rất là nhiều khu để mà chúng ta đi chơi. Và về Hạ Long thì quý bà con cô bác nhìn có thể thấy được một số cái hình ảnh mà rất là bắt mắt, ví dụ như những cái này. Đấy, mái tre thôi nhưng mà người ta làm rất là đẹp. Alo. Alo. Vâng. Mấy kiên anh? 4 kiên. Em có người ở nhà đấy khoảng mấy phút rồi anh sao? Khoảng bao lâu nữa anh đến ạ? À vâng, thế để em điện người ở nhà nhận ra. Rồi ok, anh đến đi, có người ở nhà đấy nhé. Vâng. Alo. Vâng. Thank you.
ơi, chuẩn bị có 4 kiện hàng về dân chúng anh với nhé. À, Minh Toàn xin lỗi quý bà con cô bác. Minh Toàn đang vừa có cuộc điện thoại phải nghe. Mến thưa quý bà con, đây là trong làng chài mà đang còn làm. Có em gái xinh đẹp và xăm trổ đẹp quá. Đây thì như quý bà con cô bác thấy, ở trong này thì có rất là nhiều cái cửa hàng và một số cái nhà, một số cửa hàng thì đang làm như thế này. Có cô gái xinh đẹp như thế này. Mến thưa bà con, thì đây sẽ có những cái làng nghề truyền thống. Đây là một trong những cái làng nghề truyền thống đấy. Và trong này thì cây cối cũng khá là mát mẻ với bà con ạ. Đây là các cái sưa, nhưng sưa này là sưa trắng, còn sưa mà sưa đỏ đắt giá lắm. Trước mặt chúng ta là cái rạp chiếu phim. Đấy, cái rạp chiếu phim khá là đẹp. Ôi, em gái kia nhìn trắng trẻo quá, rất là trắng luôn. Trong này cũng có một số cái hồ chứa nước như này cũng bà con cô bác, và ở đây thì đang xả nước này. Có cả các bụi tre luôn, tre này tre vàng.
Đây là cái vòi phun nước. Đấy, cái này phun nước. Cô ơi, buổi tối cái này nước này có phun không cô? Dạ? À thế ạ. Thì chắc mùa hè bật nhỉ. À dạ. Cảm ơn cô nhé. Đây có cái đài phun nước nhưng mà ngày lễ, ngày Tết mới bật cái bà con. Để mình Toàn sẽ đi vòng vào cái khu phía trong làng chài để mình Toàn quay một số cái video về làng chài để gửi đến các bà con các bác nhé.